Xin chào anh em, chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh vừa về một con xe Jack N650 Blood màu xanh. Thì bữa Khanh làm clip con màu trắng rồi. Hôm nay có con màu xanh về thì Khanh làm clip về giới thiệu về cái con màu xanh này cho anh em. Thì anh em cũng biết cái con xe Jack mình á là nó sẽ có 3 màu chính là màu trắng, màu xanh và màu bạc. Thì những anh em nào mà hợp với màu khác á thì Khanh sẽ đặt nhà máy cho anh em. Rồi bây giờ cái Khanh sẽ làm cái con màu xanh này cho anh em nha. Thì cái con giới thiệu sơ về cái con N650 Blood này á, thì con xe này nó có cái sử dụng cái động cơ là động cơ Cummins 3.8 lít và thùng của xe là dài 6m2, bề ngang của thùng là 2m150 và chiều cao là 2m1. Giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từng phần xe nha anh em. Thì như anh em thấy con rác á, lúc nào nhà máy cũng để cái số loại xe lên phía trước này cho anh em nhận diện. Đây là N650 là cái phiên bản 6,5 tấn. Nếu anh em lấy thùng bạc thì nó là 6,6 tấn nha anh em. Đây chữ rác mạ chrome bằng vàng này, rất là đẹp. Đó. Dưới đây thì chúng ta mở chrome bạc. Đây rồi. Cái cabin này nó rất là quen thuộc với anh em, tại vì trước giờ nhà máy dắt cái những dòng mà phiên bản N thì tất cả cabin đều là sử dụng cabin là vuông như thế này. Đó, nó vẫn sử dụng cái đèn là đèn đứng, rất là sáng. Đèn là đèn halogen nha, cực kỳ sáng luôn. Thì hiện tại con xe này đang có giá rất là tốt và ngân hàng hỗ trợ vay rất là cao, nên là anh em đang có nhu cầu mua con xe mà trên 6 tấn mà thùng dài trên 6m2 thì đây là một cái con xe đáng để anh em quan tâm. Thì giờ Khanh sẽ đi vào từng phần phía sau thùng cho anh em nha. Thì về phần gương thì cái con xe này nó trang bị chúng ta là hai gương. Một gương là gương phẳng nhìn trực diện ra phía sau cái thùng mình luôn, còn cái gương lồi thì nó sẽ nhìn bao quát hơn, xung quanh nhìn rộng hơn cho anh em, cái tầm nhìn cho anh em rộng hơn. Ở phía trước chúng ta sẽ cũng có cái gương mo để nhìn phía cái đầu đèn xe phía trước cho chúng ta dễ mà chạy phía trước hơn nha. Thì về phần cái lớp xe thì xe tất cả cái xe rắc lắp ráp ở Việt Nam đều xài hãng của Kasumina, và con xe này xài lớp rất là lớn 80 25 16, trước sau bằng nhau nha anh em. Đó. Thì con đặc biệt cái con này á, nó khác cái con phiên bản N650 thường á, là nó có cái giường nằm phía sau là cabin kép. Con này nó có cabin kép, có giường nằm luôn. Anh em là đi đường dài chúng ta có thể dừng chân và nghỉ phía sau này rất là tiện lợi hơn là cái loại cabin thường kia là thùng dài 5m3 nha anh em. Rồi về phần thùng xe thì do con này thùng dài 6m2 nên là nó sẽ đóng được mỗi bên là 3 bửng mỡ, tổng cộng là 7 bửng, tính luôn phía sau nữa là 7 bửng nha. Con này đều phanh hơi lốc kê. Đây là bầu hơi của xe, và đặc biệt cái con này nó có phanh ABS luôn nha anh em, nên là cái hệ thống phanh của nó cực kỳ tốt luôn, phanh ABS. Và đây là hai cái bình hơi của xe, về cũng là về inox. Thùng bên Khanh đóng là có bảo hành phần thùng cho anh em, nên là anh em cứ thoải mái về cái thùng xe. Nếu mà chạy trong trường hợp mà chạy như bị bung đinh hay là bị rách thùng hay một vấn đề gì đó mà bị lỗi kỹ thuật đó, thì Khanh sẽ làm lại cho anh em tất cả hết nha, không tốn tiền nha anh em. Đây là cái lớp phía sau xài lớp đôi và ga là ga xuôi. Đó, cũng là lớp Kasumina và cỡ lớp là 825 16 luôn. Đó. Do xe nó chỉ có một cái cỡ lớp nên là cũng chỉ có một cái lớp sơ cua đây thôi, và khung chassis của anh em nhìn thấy là rất là dày nha. Nhíp cũng là nhíp 2 tầng. Anh em nhìn khung gầm cầu disc của xe rất là lớn ha, cầu lớn và cái phanh lốc kê của xe. Đó. Con này mà chạy anh em chạy 6,5 tấn, 6,6 tấn là như xe không nha anh em, rất là nhẹ. Con này xài hộp động cơ Cummins và cái hộp số của nó là 6 tiếng một lùi. Bây giờ anh em đứng lên em quay phía trong thùng xe cho anh em xem. Con này là thùng tiêu chuẩn thôi nha, có nghĩa là sàn ở ngoài là inox, ở trong là tôn kẽm, sàn là sàn sắt phẳng, trụ biên đều là sắt hết luôn nha anh em. Khung chuồng heo cũng là sắt hợp hết luôn. Nói chung con này là chỉ anh em là thích hợp chở mấy cái hàng đồ khô thôi, đồ ướt thì chúng ta nên đóng cái thùng cao cấp hơn xí là thùng inox. Đây là cái thùng đồ nghề rất là lớn cho anh em có thể đựng những cái đồ nghề mà mình sửa chữa xe. Cờ lê mở lớp thì chúng ta đựng ở đây. Đó. Con này là cái bình nhiên liệu bằng hợp kim, nhôm rất là tốt, rất là bền nè. Bây giờ Khanh đã giới thiệu sơ về phần thùng xe, bây giờ mời anh em qua bên kia đi. Anh em đi qua bên kia thì Khanh sẽ lên cabin giới thiệu cho anh em trên cabin xe. Con này là sử dụng ghế nỉ 3 chỗ ngồi. Nếu mà anh em không thích ghế nỉ như thế này á
thì Khanh sẽ bọc da lại cho anh em luôn. Từ thời điểm qua năm mới á, là tất cả cái dòng xe tải bên Khanh đều sẽ bọc ghế da cho khách hàng hết luôn nha. Cứ nghĩ cái là Khanh sẽ bọc lại ghế da hết nếu khách hàng có nhu cầu. Đó này anh em nhìn phía sau đây chúng có cái giường nằm nè, rất là thoải mái, có nệm luôn đó, rất là thoải mái. Anh em có thể dừng chân đi đường dài, chúng ta có thể nghỉ lưng, dừng xe lại và chúng ta nằm tôi nghỉ một xíu rồi ta chạy xe thì nó an toàn hơn là chúng ta ráng nha. Thì cái vô lăng xe thì anh em nhìn vô lăng xe phiên bản N lúc nào cũng là cái vô lăng 4 chấu như thế này đó, có chữ rắc mạ chrome như thế này rất là đẹp nè. Và cái này là hệ thống giữ cân bằng lưu control, giữ tốc độ nha anh em, xin lỗi nha, giữ tốc độ là giúp xe không chạy quá tốc độ nha, là tăng giảm âm lượng. Đi cái đồng hồ con xe này rất là đẹp nè, Khanh để Khanh mở cái đồng hồ lên cho anh em xem nè. Đây đồng hồ rất là đẹp. Bên này chúng ta sẽ có hai cái đồng hồ hơi và đồng hồ km. Đây là đồng hồ số km chúng ta đi được bao nhiêu nè, và đây là đồng hồ vòng tua máy và đồng hồ nhiên liệu và đồng hồ nhiệt độ kết nước động cơ. Bên đây cũng là sử dụng là hệ thống radio đài FM, máy lạnh sẵn theo xe luôn nha, máy lạnh quạt con này rất là tốt, hệ thống lạnh cũng rất là lạnh, rất là nhanh và lạnh rất cực kỳ sâu luôn. Đây chúng ta thì cũng có jack cắm 3.5 và USB, chúng ta cắm trực tiếp vào cái điện thoại và cắm vào xe luôn thì nó hay hơn là cắm vào USB thì nó lâu. Đây chúng ta cắm trực tiếp vào điện thoại phát là được, nghe nhạc thì nó nhanh hơn. Chúng ta cũng có hai cái hộp để giấy tờ, điện thoại hay để đây cũng được. Đây là hai cái phiếu bảo hành bình xe, do mình xe là hai cái có hai bình á, do xe có hai bình nên là có hai phiếu nha. Thùng để đây là có cái hộp để giấy tờ thêm cho anh em. Xe này cũng có sử dụng cửa sổ trời đây luôn. Cửa sổ trời nếu anh em đi vào ban đêm thì chúng ta mở cái cửa sổ này đi lên thì chúng ta tắt máy lạnh, tắt quạt đi, lấy gió ngồi vào thì xe mình chạy sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn nha. Rồi đây là cái hộp số còn số của xe Jack N650 Plus, đây là 6 tiếng một lùi đó. Và phía sau chúng ta sẽ là phanh lock kê. Rồi bây giờ anh em mời anh em xuống xe, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Khanh, số điện thoại Khanh trên màn hình đó, có Zalo anh em có thể kết bạn Zalo nhắn tin cho Khanh cũng được. Hiện tại ngân hàng đang hỗ trợ vay 75% giá trị xe này nha anh em. Anh con này xe này đang có giá là 629 triệu là chưa chi phí lăn bánh. Thì 75%, 25% thì anh em trả tầm khoảng 150, 160 là có thể lấy xe này về chạy rồi nha anh em. Đó là cái phần giới thiệu sơ về cái con xe N650 Plus màu xanh này. Thì bên kia cũng có cái con màu trắng, anh em thấy bữa Khanh làm một clip màu trắng cho anh em rồi. Giờ con này màu xanh về thì Khanh sẽ giới thiệu cái con màu xanh. Đó, nó còn một con màu bạc nữa, bữa nào vào bạc về Khanh sẽ quay màu bạc giới thiệu cho anh em tiếp. Rồi bây giờ Khanh xin phép kết thúc video tại đây. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Khanh. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.